Chào mừng các bạn đã đến với channel của em Best Mobile. Và trong cái video ngày hôm nay, một cái video mình sẽ mang tới cho các bạn một cái chế độ rất là thú vị ở trong cái lần update lần này của chúng ta, đó chính là về chế độ đá 3v3. Nếu như mà các bạn không đủ người thì các bạn có thể đá 2v2 cũng được nữa nha. Sau khi các bạn vào trận thì Konami nó sẽ tự lấy cầu thủ của từng cá nhân, sau đó nó sẽ gom lại và các bạn sẽ build đội hình và các bạn sẽ đá với lại team bên kia nha. Bây giờ thì mình sẽ xem cái đội hình của mình có cầu thủ nào ngon thì mình sẽ đưa vào trong cái đội hình để mình xây dựng một cái đội hình nó cứng cáp một tí. Tại vì các bạn chơi cái này là các bạn chơi theo team, thành ra nếu như mà các bạn build đội hình mà các bạn gọi là cái game này nó cho chúng ta leader các bạn, tức là chỉ có leader mới có thể chỉnh đội hình thôi. Thành ra được thì các bạn có thể call video với nhau để chúng ta có thể trao đổi về các bạn xây dựng đội hình nha. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu trận đấu ngày hôm nay đi nào. Ở trong cái trận đấu này thì hiện tại mình đang đá chế độ là 2v2 nha các bạn. Tại vì đá 3 cái video nó bị lỗi, thành ra là mình không có làm video đó cho các bạn xem. Các bạn có thể thấy là cái dấu màu xanh, cái ô màu xanh tức là hiện tại là mình đang chơi. Còn cái mũi tên màu đỏ tức là đồng đội của mình nha. Hiện tại thì mình đang có bóng này truyền cho đồng đội của mình này. Đó, một cái chế độ nó rất là thú vị, các bạn có thể chơi được tới 3 người. Các bạn rủ bạn bè các kiểu, các bạn chơi cái chế độ này nó sẽ rất là vui và nó rất là thú vị. Một cái đường truyền của mình dành cho đồng đội của mình đang đá rất là dẻo, mình đang bật với lại đồng đội của mình này. Đồng đội của mình đang bứt tốc các kiểu nhưng mà không thể thành công, không thể vượt qua được team của bạn rồi. Nói sơ qua một chút gì đó về cái chế độ mới của cái game Konami này đi nào. Thì thực sự khi mà nó ra mình chơi lúc đầu thì cảm giác như chưa quen được lắm nha các bạn. Tại vì các bạn có thể thấy là những cái nút của cái chế độ này nó khác so với lại những cái nút bình thường mà chúng ta đá. Trong đây khi mà các bạn không có bóng thì nó chỉ có hai cái nút thôi, đó chính là về cái nút Switch và cái nút Dash nha. Cái nút Dash thì các bạn bứt tốc, nhưng mà đây là một cái đường truyền của ai đây, đồng đội mình truyền cho mình nhưng mà mình dứt điểm không thành công nữa các bạn. Dường như là mình vẫn chưa có cảm giác với lại cái chế độ mình cho lắm. Một cái chế độ nó thực sự nó quá thú vị đi. Mà mình nghĩ rằng là ít hôm nữa thôi mình sẽ like một cái video. Mình sẽ làm một cái buổi livestream và mình tổ chức cái chế độ này để có thể là đá với mọi người nha. Cái chế độ này thì chúng ta cho phép chúng ta đá được tới 6 người là các bạn. Thành ra là nó sẽ rất là thú vị và nó sẽ có nhiều cái để chúng ta có thể khai thác với lại cái chế độ này. Chúng ta sẽ quay trở về với lại trận đấu đi nào. Team bạn phản công các kiểu quá kinh khủng đi, nhưng mà team chúng ta đã có thể phòng thủ được rồi. Và chúng ta đã bị team bạn ghi bàn bằng đầu rồi. Một cái tình huống mà team bạn đá phạt góc và sau đó Falkland, tiền đạo Falkland của team bạn đã có thể ghi bàn. Quá khó để có thể phòng thủ trong cái tình huống này các bạn. Thật sự là cái chế độ này mình chơi vẫn chưa quen cho lắm. Nhưng mà kiểu như các bạn chơi, các bạn truyền nhiều thì nó sẽ ok hơn so với cái việc mà chúng ta sẽ giữ bóng và chúng ta rê nha. Tại vì mình thấy là gọi là đối thủ racing nó rất là gắt luôn các bạn. Nên là khi mà các bạn mà giữ bóng nhiều quá thì sẽ rất là dễ bị mất bóng nha. Chủ yếu là chúng ta chỉ nhìn đồng đội của chúng ta có khoảng trống và chúng ta truyền bóng cho đồng đội thôi. Một cái đường truyền tốt của Messi truyền vào trong, nhưng mà team bạn đã có thể phòng thủ được rồi. Team bạn đang có bóng này, đang tổ chức phản công các kiểu. Thường thì khi mà các bạn không có bóng, các bạn nhìn vào cái phần gọi là những cái nút điều khiển của các bạn bấm nút task và các bạn kéo về nha. Nó thật sự là những bạn nào mà mới chơi cái chế độ này thì mình nghĩ rằng là sẽ chưa quen đâu. Và bấm nhiều khi bấm những cái nút này nó sẽ rất là loạn, nên là các bạn sẽ không thể nào kiểm soát bóng được ok cho lắm. Đó, team bạn nãy giờ hiện tại thì mình thấy là bên team bạn dường như có cái sự kết nối hơn so với lại team mình. Team mình thì nãy giờ truyền nó hơi lung tung một tí các bạn ơi, do là vẫn chưa có cái sự hiểu ý nhau ở trong cái trận đấu này. Bạn nào mà có gọi là có bạn bè các kiểu mà chúng ta tập luyện sau đó chúng ta đi đấu giải thì cái chế độ này nó rất là hay và nó rất là thú vị. Hiện tại thì mình thấy nó đã rất là giống với lại những cái máy PS4 và PS5 rồi các bạn. Hồi trước thì mình chơi cái chế độ này thì mình thường xuyên ra tiệm mình đá PS4 rất là nhiều. Nên là nó kiểu nó cũng tương tự và mình thấy nó rất là thú vị với cái chế độ mới này. Nhưng mà team của chúng ta phản công nhưng mà không được rồi. Hiệp 1 của chúng ta cũng đã kết thúc và hiện tại team bạn đang dẫn trước chúng ta một bàn thắng nha. Khi mà các bạn đá xong hiệp 1 thì nó sẽ có một cái điểm số tham khảo về cái mặt cầm bóng các kiểu và nó phân tích cho các bạn luôn. Nên là thành ra là mình thấy nó khá là hay về cái phần này. Team bạn lại có bóng rồi. Khi mà mình đang có bóng, bấm nút dash, bứt tốc này, MB tốc độ của MB thoát được trung vệ rồi, chúng ta sẽ phát shot cho pha bóng này nha. Cứ làm Mina nhưng mà không được rồi các bạn ơi. Dường như là cái pha bóng đó mình nên đẩy sâu thêm một chút gì đó.
thì mình dứt điểm nó sẽ ok hơn. Ở cái lần cập nhật này thì mình thấy Konami nó cho chúng ta rất là nhiều những cái tính năng mới các bạn, không chỉ riêng là về cái tính năng mà chúng ta đá 3v3, đá 2v2 đâu, mà nó còn là cái tính năng là chúng ta có thể reset điểm cầu thủ lại nha. Bạn nào mà năng sai thì có thể là vào trong cái phần cầu thủ năng sai đó và chúng ta năng lại cầu thủ để cho cầu thủ của chúng ta nó chuẩn hơn. Và một cái điều mình thấy cũng rất là hay là về cái phần cầu thủ dự bị, tức là hiện tại Konami nó cho chúng ta rất là nhiều những cái ô để chúng ta có thể đưa vào trong cái đội hình và trong những cái trận đấu nha. Nhưng mà tuy nhiên thì mặc dù đưa nhiều nhưng mà các bạn chỉ đâu đó được thay tầm khoảng 5 đến 6 người thôi nha các bạn ơi. Thì mình thấy như vậy nó cũng rất là ok rồi. Chúng ta quay trở về với lại trận đấu thế nào. Team bạn đang phản công các kiểu, team bạn dường như là đang đá rất là hay các bạn. Mình thấy team bạn đâu đó có một cái sự kết nối rất là lớn ở trong cái trận đấu này nha. Truyền các kiểu đồ và phải nói nó giống như là bài bản các bạn, nhưng mà không biết là gì đây. Nhưng mà team bạn thấy khi bạn được các bạn ơi, một cái tình huống là đồng đội của mình truyền bóng hỏng, thành ra là team bạn đã có thể cướp được bóng và sau đó đưa ra một cái đường khứa lồng nó không thể nào cản phá đến từ cái pha bóng của Lionel Messi. Tỷ số hiện tại đang là 2-0 rồi. Mình đang cố gắng đưa ra một cái chiến thuật gì đó để có cái sự kết nối giữa mình và đồng đội. Thật sự là cái chế độ này là các bạn cần phải hiểu đồng đội của mình rất là nhiều. Và chúng ta cần phải bàn nhiều về các phần chiến thuật để có thể đưa vào trong những cái trận đấu. Và nói về cái phần chiến thuật thì chúng ta phải bàn về cái phần lý thuyết. Và để mà có thể áp dụng được những cái điều đó thì các bạn cần phải học thuộc lý thuyết nó gọi là nó ok, và sau đó chúng ta mới có thể là đưa vào trong những cái trận đấu để chúng ta có thể áp dụng thực tiễn. Bây giờ thì chúng ta sẽ điều chỉnh gì đó một chút về cái phần sơ đồ nha các bạn. Mình thấy team bạn công nó rác quá, thành ra là bây giờ là mình nghĩ mình đang thua về cái mặt tỷ số rồi, nên là mình sẽ gọi là điều chỉnh cái sơ đồ của mình. Mình sẽ đôn cầu thủ lên tấn công nhiều hơn nha. Mình sẽ sử dụng cái sơ đồ là 4-1-2-3 và thay thế những cầu thủ nào hết thể lực thì mình sẽ thay cầu thủ mới vào để cho cái team của mình nó cứng hơn nha các bạn. Team bạn hiện tại đang đá kiểm soát bóng ghê quá. Nãy giờ thì mình cũng có rất là nhiều cơ hội nhưng mà vẫn chưa thể nào khai phá được những cái cơ hội đó, gọi là tận dụng cái cơ hội đó các bạn ơi. Chúng ta tiếp tục quay trở về với lại trận đấu đi. Mình truyền cho đồng đội của mình này. Khi mà các bạn truyền đồng đội các bạn có bóng và các bạn gọi là đồng đội của bạn truyền thì nó sẽ tự động chuyển cầu thủ tới các bạn luôn nha. Các bạn không cần phải bấm nút dash mới có thể chuyển mà là máy nó sẽ tự chuyển cho các bạn luôn. Nhưng mà lại tiếp tục là team bạn rồi các bạn ơi. Mình dường như là mình vẫn chưa thể nào mình thích nghi được với lại cái chế độ này. Team bạn đá nó quá gắt đi. Nãy giờ thì mình vẫn chưa có thể nào ghi bàn vào lưới của team bạn các bạn. Một cái pha nã đại bác đến từ cái vị trí của Cristiano Ronaldo. Tỷ số hiện tại đang là 3-0 rồi. Bên team bạn có một cái tên đó chính là về Min Newbet nha các bạn. Anh này thì đã rất là quen thuộc với lại kênh YouTube của mình rồi. Team mình đang có bóng này truyền bóng ra biên nhưng mà team bạn đã phạm lỗi rồi các bạn. Và chắc chắn là sẽ có một quả đá phạt trong tình huống này đây. Ai đá phạt đây nhưng mà được không? Không được rồi. Mắt thâu không phải là mắt thâu mà là Roberto Carlos các bạn ơi. Một cái pha bóng mà team mình đá phạt nó quá đẹp đi. Nhưng mà bóng dính cục dọc sau đó dội vào chân của Roberto Carlos nhưng mà lại không thành bàn các bạn. Dường như đang có một cái thế lực gì đó nó ngăn cản mình ghi bàn ở trong cái trận đấu này. Team bạn lại tiếp tục phản công rồi. Chúng ta từ từ thôi nha các bạn ơi. Đá nếu như mà gấp gáp quá thì sẽ hư bột hư đường. Mình đang kéo Iniesta xuống về phòng thủ này. Mình đã cướp được bóng rồi, Mane đang có bóng này. Chúng ta truyền vào tuyến giữa một tí nha. Nhìn lên cánh này. Chúng ta nhìn lên cánh để tìm những cái khoảng trống để có thể khai thác cái khoảng trống đó nha các bạn ơi. Kimmich đang có bóng này nhưng mà đây đồng đội truyền cho chúng ta này. Osimhen, tốc độ của Osimhen, mình đang bứt tốc nè các bạn, ghi bàn thôi các bạn ơi. Một cái tình huống mà không thể nào bỏ lỡ được ở trong cái pha bóng này các bạn. Mình hiện tại đang điều khiển con hàng Osimhen và phải ghi bàn cho cái tình huống này rồi. Một cái tình huống mà đồng đội mình với đồng đội đã có cái sự ăn ý với nhau trong cái tình huống này. Đồng đội của mình thấy mình di chuyển và sau đó đưa ra một cái đường chọc khe và không thể nào cản phá được mình ghi bàn ở trong cái tình huống đó. Team bạn dường như ở những cái phút cuối trận đang giữ bóng rất là nhiều các bạn. Chúng ta cần phải đẩy cái đội hình lên để chúng ta pressing và chúng ta tìm kiếm những cái cơ hội ở cuối trận nha các bạn. Đồng đội của mình đang có bóng này, đồng đội truyền cho mình này, Osimhen ban bật nhưng mà không được rồi các bạn. Team bạn lại có bóng rồi, chúng ta cần phải pressing thật gắt nha. Tỷ số 1-3 rồi các bạn, đang ở phút thứ 87 thì sẽ rất là khó để có thể chiến thắng cho cái trận đấu này các bạn. Nhưng mà mình không cần cái chiến thắng cho cái trận đấu này. Cái mình cần là mình cần cái sự hiểu ý của mình và đồng đội để có thể là chiến thắng ở những cái trận đấu sau. Thì đó là một trong những cái mục tiêu mà mình đề ra ở trong cái trận đấu ngày hôm nay. Mình không cần phải chiến thắng cái trận đấu này các bạn.
chúng ta lại tiếp tục phản công nha. Đồng đội của mình phát bóng lên này, mình sẽ giữ bóng một nhịp, truyền lại cho đồng đội của mình, ban bật ra biên. Kimmich của chúng ta đang có bóng này, hiện tại mình đang đưa một cái đường truyền rất là đẹp cho đồng đội mình, bứt tốc luôn, thoát khỏi được hậu vệ bên tim bạn rồi. Đồng đội của mình đang dẫn bóng vào trong, đánh đầu được không Osimhen nhưng mà không được rồi các bạn. Lại tiếp tục là đồng đội của mình, nhưng mà team bạn đã có thể cướp được bóng rồi. Mình cần phải resting cho cái tình huống này thôi các bạn ơi. Và dường như ở những cái phút cuối trận thì mình đang bị một cái tâm lý rất là nhiều. Mình kéo Iniesta lên này, nhưng mà đây Messi của mình ghi bàn được không? Ghi bàn thôi các bạn ơi. Và tỷ số của chúng ta là 2-3 trong cái trận đấu ngày hôm nay. Một cái trận đấu phải nói là rượt đuổi tỷ số rất là hay. Và mình nghĩ rằng là cái video ngày hôm nay thử về cái chế độ, về cái tính năng đá 2-3, 2-2, 3-3 đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sắp tới trên kênh của em Best Mobile.